xin kính chào khán giả của đài Little Sài Gòn TV đến với chương trình What's Up. Kính thưa quý vị, hôm nay Bảo Trân trở lại với Universal Studios và tại nơi đây có một trò chơi rất là đặc biệt. Đó là trò chơi khủng long Jurassic Park. Và vài năm nay, Jurassic Park đã đóng cửa để sửa lại trở thành là Jurassic World. Xin mời quý vị theo dõi các hình ảnh sau đây. Với sự sáng tạo của nhà đạo diễn lừng danh thế giới Steven Spielberg, khán giả đã vô cùng thích thú những bộ phim khủng long Jurassic Park từ năm 1993. Chỉ sau 3 năm thôi, tại Hollywood, trò chơi thuyền trượt thác nước bị khủng long tấn công được ra mắt trình làng du khách đã ăn sâu vào tâm trí mọi người trong suốt hơn 20 năm qua. Nhưng tiếc thay, vào năm 2018, mọi du khách đều bàng hoàng, bỡ ngỡ khi khu vực trò chơi này bị đóng cửa. Tuy nhiên, ban điều hành hứa hẹn trong tương lai gần sẽ nâng cao phẩm chất trò chơi kỳ thú này. Và ngày ấy đã đến, tại mảnh đất phim trường vĩ đại này, đài Little Sài Gòn TV cùng với hai diễn viên chính trong phim Jurassic World, Chris Pratt và Bryce Dallas Howard đã có mặt để tham dự lễ khai mạc trò chơi khủng long mới do Universal Studios tổ chức. This is what's so fun about this is that you really do feel like you're a part of the movie, and so going through the ride, it's like, oh, okay, the first part of it, you're like, oh gosh, it's like I'm in Jurassic World, and then there's an emergency, because that tends to happen in Jurassic World, and then there's a big drop. You know, you wait in line, and there's a great narrative that we shot, so like all these like funny kind of video pieces. Then you get on the ride. You got all the similar animatronics as the original ride, and then it gets dangerous. And once it goes dark and gets dangerous, it's actually pretty freaky. And then the drop at the end will actually like really smoke you. You'll get super wet, and it's a great ride. It's the best ride here, I think. Vâng thưa quý vị, chỉ còn vài phút nữa thôi là ngay phía sau Bảo Trân là nam diễn viên và nữ diễn viên trong phim Jurassic World sẽ xuất hiện. Đó là Chris Pratt cũng như là Bryce Dallas Howard. Oh, I'm so excited! Quý vị theo dõi nhé! Khủng long Raptor là loài động vật ăn thịt hung dữ sống hoang dã trong rừng núi và có thể tấn công bất cứ loại động vật hoặc bất cứ người nào. Trong bộ phim này, khủng long Raptor được Chris Pratt, nhân viên sở thú, chăm sóc kỹ càng. Mặc dù vậy, bất chợt chúng vẫn nổi loạn, sổng chuồng và ra đi tứ tán khắp nơi khiến ai nấy đều hoảng sợ, lo lắng. May mắn thay, khủng long Raptor tên Blue đã gặp lại người huấn luyện của mình. Họ như là bạn thân lâu ngày gặp lại. Blue có nhận ra người huấn luyện mình không? Có nghe lời và tỏ ra thân thiện hay lại có biểu hiện hoang dại, dữ tợn tấn công cả người chủ của mình? Alright, let's get you set for that picture, Blue. Come on. We're moving. Right here. That's it. Nice and easy. And hold. Ms. Irwin, Blue's all set for the photo. Hey, big smile, Blue. Here you go. We're glad all of you could be here with us tonight to open this incredible new attraction. So, ladies and gentlemen, welcome to Jurassic World. Hồi xưa là trò chơi Jurassic Park, có nghĩa là công viên khủng long. Nay đã được nâng lên một tầm mức trở thành Jurassic World, thế giới khủng long, với mong muốn tiếp tục chào đón du khách khắp năm châu bốn bể. Mời quý vị bước vào trò chơi hấp dẫn, kỳ thú sống động này cùng với Sophie Bảo Trân nhé. Và thưa quý vị, bây giờ Bảo Trân sẽ thử trò chơi Jurassic World. Và trên trò chơi này, quý vị nên mặc những cái áo mưa, bởi vì trên trò chơi này sẽ bước. Okay, let's go. Oh, okay, here we go. Are you ready?
Apex predator of the deep. You are clear for entry. Ngoài trò chơi mới lạ, trong khu vực này cũng bao gồm những quán ăn với những các món ăn ngon đặc sắc na ná những các món ăn trong chuỗi phim Jurassic Park. Đồng thời, quý vị cũng có thể gặp gỡ và tiếp xúc với ba chú khủng long Triceratops, Blue the Raptor và Baby Raptor, y như thật. Can he investigate her with his teeth? Cảm ơn quý vị đã cùng Sophie Bảo Trân khám phá thế giới khủng long tại Universal Studios Hollywood qua chương trình What's Up trên đài Little Saigon TV. Glad that's over. Ước nghiệp.